Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Susu Rosé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm móc khóa cầu lông dễ thương như thế này nha. Và bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết nhé. Nguyên liệu ở đây mình sử dụng là len Mikoton 50g gồm hai màu như hình, một chiếc cầu lông và kim móc 2.0mm. Đầu tiên mình sẽ sử dụng chiếc cầu lông này. Các bạn sẽ dùng kéo để cắt ngắn đi như trong video mình hướng dẫn nha. Các bạn cắt nhớ để lại một đoạn cách sợi dây, tránh sợi dây bị bung ra nha. Các bạn cứ cắt như vậy cho đến hết. Sau khi cắt xong thì chúng ta sẽ được chiếc cầu lông như thế này. Tiếp theo, để dây đeo có thể treo được vào đây thì các bạn sẽ phải tạo một lỗ ở giữa. Chiếc cầu lông như thế này thì chúng ta sẽ tạo lỗ nha. Các bạn sẽ dùng kim để đánh dấu vị trí ở giữa. Đây, chúng ta sẽ lấy một điểm ở giữa như thế này. Và sau đó sẽ dùng một vật nặng để tạo lỗ nha. Ở đây mình dùng chiếc kìm này để đẩy nó xuống. Sau khi mà chiếc kim xuyên qua được hết phần đế thì cũng là chúng ta đã tạo lỗ xong nha. Các bạn sẽ lấy chiếc kim này ra. Ở đây thì cái lỗ của chiếc kim này nó hơi nhỏ, nên các bạn có thể dùng một chiếc kim móc để chúng ta đưa vào để tạo chiếc lỗ to hơn một chút nha. Các bạn có thể dùng kim 2.0mm cũng được. Ở đây mình dùng kim này nhỏ hơn. Vậy là chúng ta đã tạo xong chiếc lỗ để treo móc khóa nha. Tiếp theo mình sử dụng len màu hồng để móc. Các bạn để ý nha, mình sẽ đưa kim vào dưới cái sợi dây này. Như thế này, các bạn đưa vào vị trí nào cũng được nha. Đó, dưới sợi dây này. Và chúng ta sẽ lấy sợi len qua. Móc lên cho mình 3 bính. 1, 2, 3. Sau khi móc xong 3 bính, các bạn sẽ kéo chặt cái sợi len này xuống. Ở vị trí vừa móc 3 mũi bính này, chúng ta sẽ móc một mũi hạt bắp nha. Các bạn sẽ lấy len 4 lần, kéo len lên, giữ nguyên vị trí, tiếp tục lấy len lần thứ 2, lấy len lần 3 và lấy len lần thứ tư. Sau khi lấy đủ 4 lần thì các bạn sẽ lấy len và đưa qua hết tất cả các vòng trên chân kim nha. Đó, sau đó móc lên một bính là xong mũi hạt bắp đầu tiên. Các bạn sẽ móc tương tự nha. Ở khoảng trống thứ hai, các bạn cũng móc cho mình một mũi hạt bắp bằng cách là lấy len 4 lần. 1, 2, 3, 4. Sau đó sẽ lấy len và đưa qua hết tất cả các vòng len trên chân kim. Móc lên một bính là xong mũi hạt bắp thứ hai. Ở khoảng trống thứ 3, các bạn cũng móc tương tự cho mình nha. Cũng móc cho mình một mũi hạt bắp. Chúng ta tiếp tục lấy len 4 lần. 1, 2, 3, 4. Sau đó sẽ lấy len và đưa qua hết tất cả các vòng len trên chân kim. Móc lên một bính là xong mũi hạt bắp thứ 3. Các bạn sẽ móc tương tự tại mỗi khoảng trống là một mũi hạt bắp cho mình cho đến hết hàng nha. Mình sẽ gặp lại các bạn ở cuối hàng. Sau khi móc đến cuối hàng cũng là xong hàng thứ nhất. Các bạn để ý nha, chúng ta sẽ móc vào vị trí chân mũi này. Đó là chân mũi bính mà sau khi chúng ta móc mũi hạt bắp đó. Đó, các bạn sẽ móc vào vị trí này nha. Móc vào đây cho mình một mũi trượt để kết hàng. Bắt đầu móc hàng thứ hai, chúng ta sẽ đổi qua len màu xanh nha. Các bạn sẽ lấy sợi len màu xanh này qua. Sau đó móc lên cho mình hai bính. 1, 2. Ở hàng này các bạn để ý, chúng ta sẽ móc ở vị trí giữa của hai mũi hạt bắp nha. Đó,
cứ vị trí giữa hai mũi hạt bắp thì các bạn sẽ móc. Tại vị trí giữa hai mũi hạt bắp đầu tiên, các bạn sẽ móc cho mình một mũi hạt bắp tương tự nha. Lấy len 4 lần. 1 2 3 4. Sau khi lấy xong 4 lần len, sẽ lấy len đưa qua hết tất cả các vòng len trên chân kim. Sau đó móc lên một bính là xong mũi hạt bắp đầu tiên nha. Ở khoảng giữa thứ hai này, các bạn sẽ móc cho mình một mũi hạt bắp tương tự nha. Lấy len 4 lần. 1 2 3 4. Sau đó sẽ lấy len và đưa qua hết tất cả các vòng len trên chân kim. Móc lên một bính là xong mũi hạt bắp thứ hai. Ở khoảng giữa thứ ba này, các bạn cũng móc một mũi hạt bắp nha. Móc đến đây các bạn có thể cắt sợi len thừa này đi nha. Ở hàng này các bạn sẽ móc tại mỗi khoảng giữa là một mũi hạt bắp nha. Mình sẽ gặp lại các bạn ở cuối hàng. Sau khi móc đến cuối hàng, tương tự như hàng thứ nhất, các bạn cũng móc kết hàng vào vị trí này nha. Đó, chúng ta sẽ móc vào vị trí này. Các bạn sẽ móc vào đây cho mình một mũi trượt để kết hàng. Kết thúc hàng thứ hai, móc lên hàng thứ ba, móc lên một bính. Ở hàng này các bạn để ý nha, chúng ta sẽ móc vào khoảng giữa của hai mũi hạt bắp. Sau đó móc vào chân mũi kế bên. Đó. Rồi lại tiếp tục móc vào khoảng giữa của hai mũi hạt bắp. Và lại móc vào chân mũi kế bên. Đó, các bạn cứ lặp lại như vậy nha. Ở khoảng giữa của hai mũi hạt bắp đầu tiên, móc cho mình 3 mũi kép đơn chung chân. Một. Hai. Ba. Tiếp theo các bạn sẽ móc vào vị trí chân mũi kế bên này. Đây, vị trí chân mũi này, các bạn sẽ móc vào đây cho mình một mũi trượt. Sau đó lại móc vào khoảng giữa hai mũi hạt bắp tiếp theo, các bạn sẽ móc vào đây cho mình 3 mũi kép đơn chung chân. 1 2 3. Tương tự như vừa rồi, các bạn lại móc vào vị trí chân mũi kế bên này. Đây là vị trí này, các bạn sẽ móc vào đây cho mình một mũi trượt. Ở hàng này các bạn sẽ lặp đi lặp lại cụm 3 mũi kép đơn và một trượt, lặp lại cho đến hết hàng, mình sẽ gặp lại các bạn ở cuối hàng. Vậy là kết thúc hàng thứ 3, các bạn để ý, chúng ta sẽ móc vào vị trí chân mũi kép đơn đầu tiên này. Đó, các bạn sẽ móc vào đây cho mình một mũi trượt để kết hàng. Sau đó lên một bính và cắt len. Dùng kim khâu len để giấu đoạn len thừa này đi.
Tiếp theo mình sẽ sử dụng len màu xanh để làm phần dây đeo nha. Các bạn sẽ tạo cho mình một nút thắt. Các bạn nhớ chừa lại một đoạn len nha, để lát nữa chúng ta sẽ khâu. Móc lên cho mình một dây xích gồm 60 mũi bính. Sau khi móc xong 60 mũi bính như thế này, các bạn sẽ tiến hành cắt len và để lại một đoạn len để khâu nha. Các bạn sẽ cắt cho bằng sợi len để chúng ta xỏ kim cho dễ. Các bạn sẽ xỏ sợi len này vào cái lỗ mà lúc nãy chúng ta tạo đó. Đó, các bạn sẽ kéo kim qua. Thắt nút hai sợi len vào cho chắc nha. Các bạn có thể thắt mấy vòng vào để cho chắc. Sau khi thắt nút chắc chắn xong, các bạn sẽ dùng kéo để cắt sợi len này đi. Để chắc chắn hơn thì mình sẽ sử dụng keo nến để gắn cái mối nối này lại cho chắc chắn nha. Gắn xong chúng ta sẽ được mối nối rất là chắc. Tiếp theo mình sẽ dùng bút để trang trí khuôn mặt, các bạn có thể trang trí tùy ý thích nhé. Vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong đoạn móc khóa cầu lông rất là dễ thương. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.